Báo cáo với anh các chị là trưởng phòng văn hóa của huyện nó giới thiệu trước. Nhưng mà được sự giới thiệu thì tôi xin báo cáo trước. Thì báo cáo chí là năm 79 thì tôi từ Cao Bằng về đóng quân tại tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồng Đăng hiện bây giờ. Đấy. Sau đó thì cái chức năng nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi phối hợp với lại đại đội 5 Công an Nhân dân vũ trang với lại đại đội chính sát của đoàn Sao Vàng cũng đóng ở thị trấn Đồng Đăng. Làm nhiệm vụ là tuần tra kiểm soát và hướng dẫn đồng bào sơ tán khỏi vòng chiến sự. Đơn vị vừa mới thành lập, vừa mới xuống được một tháng, đến 19 tháng 1 về, thì đến 17 tháng 2, sáng 17 tháng 2, 5 giờ sáng, thì pháo kích toàn bộ vào những cái điểm chốt, trước hết là vào pháo đài và những cái điểm chốt trước mình, và những cái điểm cao là có bộ đội chốt ở trên đỉnh hết, và thị trấn Đồng Đăng, ga Đồng Đăng đã bị pháo Trung Quốc đánh ập phát vào. Thế thì theo cái phương án tác chiến thì đơn vị chúng tôi và đơn vị đại đội 5 với lại công an với lại đơn vị chính sát là nhiệm vụ là hô hào và dẫn dắt toàn bộ dân lên hang Nghìn Mẫu để tránh đạn, và đưa một số thì đưa vào pháo đài đây. Đấy. Xin báo cáo ông chí là cái pháo đài, tí tôi sẽ nói lại cái pháo đài một chút. Tôi ở cái pháo đài chỉ được 6 tiếng đến 7 tiếng thôi, không ở được nữa vì chiến đấu, vì đánh nhau nó ác liệt quá. Hai là ngay trước mặt mình đấy là cái quả đồi, nó có cái chốt bộ đội đây đấy. Và ngày nay, trước năm 79 là toàn bộ ở đây, toàn bộ khu vực này chủ yếu là đường hầm và hào đấy, chỉ có một cái đơn vị bộ đội ở đây thôi, không ngoài đời đội 5 của công an nhân dân vũ trang thôi, ngoài ra không có lực lượng nào khác cả và dân quân nữa. Thì sau khi xảy ra đánh nhau thì tôi đã đánh ở trên hang Điền Mẫu. Sau khi bị bao vây hết rồi thì bắt đầu mới ngày 17, 18. Tối 18 thì tôi bắt đầu di chuyển về đây. 19 đánh một buổi sáng, đến tối 18 là tối 19 thì tôi bắt đầu mới rút khỏi pháo đài. Tức là vào đến đây là cái pháo đài đấy, nơi cái pháo đài mà đánh nhau ở đây đấy, thì báo cáo đồng chí là cái đại đội 5 của công an nhân dân vũ trang phối hợp với đơn vị của bộ đội chính sát đây đánh nhau cực ác liệt, mà chặn rất nhiều mũi tấn công của địch. Tức là cái pháo đài cái ngay trước mặt chúng tôi đây là cái đồi đấy, tăng xe tăng vào đây là bắn cháy hàng mấy cái xe tăng ở đấy, mà đơn vị chúng tôi đã bắn cháy hai cái xe đạn đây, nổ gấp hơn 2-3 tiếng đồng hồ ngay ở đây. Cho nên là từ khung năm sang nhá, từ hướng Nghị Quan xuống là không thể đi được, thì nó ngăn cản được từng giờ một. Chúng tôi là trong vòng từ 17, 18, 19, 20 là giữ từng phút một đấy, không phải từng giờ đâu đấy. Thế là hai cái ba cái đơn vị ở đây chúng tôi đánh nhau rất là ác liệt, cả dân quân du kích nữa. Thế thì đến ngày 20 tối 19 thì tôi đưa thương binh và hướng dẫn toàn bộ dân thị trấn Đồng Đăng này gần 500 dân ra khỏi vòng vây của địch. Bây giờ ngày 17, 8, 9, 10 giờ ngày 17 mình đã ở cái vòng vây hết rồi. Nhưng mà cái pháo đài này địch nó không lên được đâu. Đấy, đánh nhau ác liệt lắm. Đấy. Mà các đồng chí biết là cái pháo đài này đấy là đơn vị C5 của công an nhân dân trang cũng hy sinh rất nhiều, mà đại đội 1, đại đội cảnh sát cơ động hy sinh cũng rất là nhiều. Đấy, ở cái pháo đài này. Mà ở cái chỗ hang Điền Mẫu thì hy sinh ít thôi, chỉ có 5-6 đồng chí ở cái tiểu đội tôi thôi, còn lại mà giành giật ở cái điểm ngay trước mặt chúng tôi này là giành giật từng phút một. Mình tấn công mạnh, bắn B-50 xe tăng vào, bắn B-50 cháy, địch lại ào quay trở lại, nhưng mà ngừng phát rồi lại quay trở lại, cứ đánh giằng do nhau thế này từng phút một, từng giây một. Mà hai cái bên này, hai nhất là cái đường phía bên trái này, bên phải của tôi này, xe tăng từ Hữu Nghị vào, từ cửa khẩu Quốc Nam vào ấy, là không vào được, vào ra là bị chặn hết. Đấy là cái pháo đài này nó có ý nghĩa rất lớn, mà chiến đấu rất ác liệt. Quân của mình thì ít thôi, không phải nhiều, nhưng mà chiến đấu rất là ngoan cường. Hai là chặn, mình là chặn cái đường về quân nó tiến về một đường 1B đấy, về đoàn Sao Vàng cách đây hơn cây thôi, mà đánh rất là ác.
mình ở đây đánh từ đây về đường 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 đây để về 1B và về về Lạng Sơn, nhưng mà không về được vì xe pháo nổ là không lên được. Đấy. Xin báo cáo đồng chí là sơ qua.